Dạ, xin chào quý ông bà cô chú và anh chị em. Cả nhà mình có khỏe không ạ? Hôm nay em xin mời cả nhà mình cùng đi thu hoạch rau với em nha. Đây là cải xà lách. Cả nhà thấy nhiều chưa? Quá trời nhiều luôn, lên tùm luôn. Mà một mình thì ăn đâu có hết đâu. Nên hôm nay mình sẽ thu hoạch một ít cải này để mình tặng các bạn. Mình tặng bạn nên mình không bẻ cái lá ở trên mà mình sẽ cắt nguyên cái cây như thế này. Mấy cái lá ở dưới thì mình tước ra. Tại mấy cái lá ở dưới nó có dính đất á. Cả nhà nhìn nè. Nguyên một bẹ như thế này thấy ham hen. Mình sẽ bẻ mấy cái lá ở dưới này ra cho nó sạch. Rồi cắt cái này nữa. Đó, như vậy là được một búp dễ thương hàng. Cải san hô này rất là dễ trồng luôn. À, cây nào cây nấy lên rất là to. Đã quá trời đã. Trời ơi là thấy ham chưa? Bởi vậy trồng được cải san hô này rất là thích luôn. Lên rất là nhiều. Nguyên một bắp ú nụ luôn. Nhìn thật là thấy thương. Nhìn cưng dễ sợ cưng. Đây. U nần. Đây nữa nè. Rất là nhiều cải san hô luôn. Hello bà bạn. Dạ. Cải san hô này rất là dễ trồng luôn. Nên năm nay mình trồng là bội thu rất là nhiều. Bắp nào bắp nấy u nu nè. Thiệt là đã luôn. Mấy cây cải xà lách này nếu mình không cắt đó thì cũng già, chuẩn bị lên bông rồi, nên mình cũng hái hết luôn. Cải xà lách cho lên búp cũng rất là đẹp và dễ thương luôn. Năm nào mình cũng trồng như thế này nè, có ăn. Thật là tuyệt vời, có cái vườn rau như thế này. Mà đặc biệt là mình bội thu cải san hô này nè. Lên rất là tốt luôn. Mà lại rất là dễ trồng nữa chứ. Cảnh này nhà nhìn nè, lá nào lá nấy to quá trời to luôn ha. Thu hoạch như thế này thật là sướng. To ở đây nữa nè. Wow. Nhìn đã chưa? Quá trời nhiều luôn rồi. Sau khi thu hoạch cải xong thì mình qua đây cắt một ít rau tía tô để vào nấu trà. Rau tía tô này mình phải cắt thường xuyên để cây lên nhiều nha. Mình không cắt là cây nó không có lên nhiều đâu.
cái nó có ra nhánh hoài cho mình thu hoạch luôn. Mình cắt ở đây khoảng chừng một nắm là được rồi. Bữa giờ mấy cái này mình không cắt, nay nó chuẩn bị lên bông. Đây có một số cây chuẩn bị lên bông. Lên bông này là mình phải, một là mình phải thu hoạch, hai là mình để bông cho bông rụng xuống rồi năm sau cây sẽ lên tiếp, khỏi phải trồng lại. Cả nhà thấy trồng cây tía tô đơn giản không? Năm nào mình cũng để cho cây nó rụng xuống rồi tự lên lại nên mình đâu có cần trồng nữa, nên rất là thích luôn. Bởi vậy loại rau này rất là dễ trồng mà lại tốt cho sức khỏe nữa chứ, nấu trà uống có thể làm đẹp da, làm đẹp da mà còn giảm cân nữa. Bởi vậy mấy người mà mập mập ú giống như mình vậy nè, uống rất là hay luôn, khỏi tốn tiền mua thuốc giảm cân để uống. Đây mình thu hoạch một nấm này là đủ để mình đi vào nấu trà uống được rồi ha. Thì đây là kết quả thu hoạch được của mình ngày hôm nay nè. Ở nhà nhìn một cái rổ rau nhìn thật là dễ thương ha. Thì bây giờ mình sẽ vào nhà để nấu trà rau tía tô uống đây. Thì đây cả nhà ơi, lá tía tô hái xong rồi thì bây giờ mình đem đi rửa ha. Trước khi rửa thì mình nhớ cho vào đây một muỗng muối để mình rửa cho nó sạch mấy con vi khuẩn, virus hay là sâu bọ gì ở trong đây. Hiện tại thì rau nhà mình trồng thì không có xịt thuốc gì hết nên mà mình cũng phải rửa qua nước muối để cho nó đảm bảo an toàn. Nên bây giờ mình để nước muối rồi mình sẽ để đây ngâm trong 15 phút nha. Trong thời gian chờ để rửa lá tía tô thì mình sẽ chuẩn bị một cái nồi và cho vào đây 1 lít nước lọc. Rồi mình sẽ bắt lên bếp chờ cho nước sôi. Lá tía tô sau khi đã ngâm được 15 phút thì bây giờ mình phải rửa lại, vớt ra rồi rửa thêm một lần nữa rồi nó đem đi nấu nha cả nhà. Rửa rau xong thì cái nồi nước bên đây của mình cũng sôi rồi, nên bây giờ mình sẽ để lá tía tô vào. Đậy cho nó chìm xuống. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và nấu ở lửa riu riu trong vòng 15 phút. Đây là lá tía tô nấu được 15 phút. Thì bây giờ mình sẽ giở nắp ra và tắt bếp. Rồi sau đó mình sẽ vớt lá tía tô ở trong đây ra. Cái lá này thì vớt ra bỏ nha. Hiện tại cái màu như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ chờ cho tía tô nguội để mình đổ vô trong cái chai, hoặc là tí nữa mình uống xem như thế nào ha. Thì đây cả nhà ơi, đây là 2 ly nước lá tía tô em vừa mới nấu xong. 2 ly còn nguyên chất. Hiện tại thì nó có cái màu hơi nâu nâu. Đó, thì bây giờ 1 ly em sẽ để nguyên chất và 1 ly em sẽ dắt vô một miếng trắng ha. Wow, cả nhà nhìn nè, khi mà mình vắt chanh vào thì cái ly, cái màu nó đã đổi sang màu đỏ rồi cả nhà. Wow, cái màu lên đẹp ha. Cả nhà nhìn nè, hai màu hoàn toàn khác nhau luôn. Thật là ngộ, lần đầu tiên em thấy cái điều này. Thì bây giờ em sẽ uống cái ly nguyên chất
thử cái xem là cái nó có khó uống không và cái vị của nó như thế nào. Xin mời cả nhà. Cái vị thì em thấy là bình thường, giống như nước lã của mình vậy đó. Giống như nước uống bình thường của mình ha. Rồi bây giờ em sẽ thử cái ly có pha chanh. Đây cả nhà. Lên cái màu lá cẩm rất là đẹp luôn. Quỳ quỳ lên. Mời cả nhà nha. Khi mình uống với cái lại ly có dắt thêm một ít chanh thì cái vị nó chua. Và nếu như mà uống á thì cái vị của cái lá nguyên chất uống sẽ ngon hơn cái vị có chanh theo cảm nhận riêng em hen. Nhưng mà cả nhà mình hãy tham khảo và xem coi cái nào thì tốt cho mình thì nên sử dụng. Tại vì theo em tìm hiểu thì lá tía tô này rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là có thể làm đẹp da, trắng da và làm giảm nám nữa. Nên hả, chị em cô bác nào mà có ý định muốn dùng lá tía tô để làm đẹp cũng như tốt cho sức khỏe của mình thì nên tham khảo thêm hen. Bây giờ thì xin cảm ơn cả gia đình đã theo dõi video của em ngày hôm nay. Chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, nhiều thành công và gặp nhiều may mắn. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!